Thưa quý vị và các bạn, Hội thi cán bộ khuyến học giỏi tỉnh Đồng Nai lần thứ tư năm 2022 do Hội khuyến học tỉnh tổ chức có 11 đội dự thi đến từ Hội khuyến học các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đội cùng trải qua hai nội dung thi, năng khiếu, vấn đáp kiến thức khuyến học khuyến tài. 5 đội có điểm số cao nhất được chọn vào vòng thi xử lý tình huống. Trước khi đến với ghi nhận của chương trình về hội thi này, như thường lệ, Hà Cang thân mời quý vị và các bạn cùng đến với các thông tin trên lĩnh vực văn hóa xã hội vừa diễn ra. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Quán tổ chức trao tặng một xe cứu thương trị giá trên 400 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Định Quán. Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội và ủng hộ công tác phòng chống đại dịch COVID-19 do Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu niên Việt Nam vận động các đơn vị, doanh nghiệp chung tay đóng góp trao tặng, nhằm hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Định Quán trong công tác phòng chống dịch, vận chuyển và cứu chữa bệnh nhân kịp thời. Món quà này mang ý nghĩa vô cùng thiết thực, giúp trung tâm có phương tiện vận chuyển cấp cứu tại các địa bàn xa trung tâm huyện. Tại buổi lễ bàn giao xe, Trung tâm Y tế huyện Định Quán cam kết sẽ quản lý sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích và luôn giữ gìn bảo dưỡng tốt để xe được sử dụng lâu bền. Đặc biệt, ngoài việc phục vụ công tác chuyên môn thường xuyên tại đơn vị, trung tâm sẽ phục vụ hỗ trợ cấp cứu miễn phí cho các bệnh nhân nghèo nhằm góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đáp ứng yêu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Định Quán. Năm 2022, toàn tỉnh phát triển thêm hơn 29,8 ngàn hội viên hội khuyến học, đạt 5% dân số. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 593,5 ngàn hội viên, đạt 20% dân số tỉnh. Quỹ khuyến học vận động được trong năm 2022 là hơn 217 tỷ đồng, bình quân đầu dân đạt hơn 73.000 đồng một người. Nuôi heo đất được 32,6 tỷ đồng. Các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã chi hơn 203 tỷ đồng cho hoạt động khuyến học khuyến tài, trong đó trao học bổng cho gần 52.000 học sinh sinh viên với tổng số tiền gần 51 tỷ đồng, tặng nhà khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 87 tỷ đồng, khen thưởng gần 253 học sinh đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền hơn 59 tỷ đồng. Đặc biệt, các cấp hội khuyến học đã vận động giúp đỡ 185 học sinh bỏ học, tiếp tục quay lại trường học tập. Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ năm 2022-2027 và tổng kết năm 2022 vừa qua, hội nghị đã đề ra 5 nhiệm vụ với 9 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Theo đó, nhiệm vụ chung của các cấp hội khuyến học trong năm 2023 là tiếp tục tham mưu tuyên truyền, quán triệt sâu rộng kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, tiếp tục củng cố và phát triển vững chắc tổ chức hội và hội viên, liên kết, phối hợp với các tổ chức và lực lượng xã hội để triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Thực hiện chương trình 4 giảm gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh phân bổ 1.000 phiếu đăng ký khu dân cư thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, 650.000 phiếu đăng ký gia đình thực hiện nếp sống văn hóa giao thông để có cơ sở bình xét danh hiệu ấp khu phố văn hóa hàng năm. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông tại cộng đồng khu dân cư. Phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn đạt được nhiều kết quả, nhất là qua các đợt ra quân dân vận của lực lượng quân đội, công an và các đợt phát động ngày Chủ nhật xanh đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Kết quả đã vận động nhân dân đóng góp gần 12.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa và nâng cấp 126,5 km đường giao thông nông thôn, phát quang dọn dẹp 167,2 km các tuyến đường, khai thông, sửa chữa, xây mới 7,53 km cống thoát nước, thu gom rác, sơn, sửa cổng chào khu phố ấp,
gắn mới bóng đèn đường, bóng đèn năng lượng mặt trời, lắp đặt camera an ninh và trồng cây xanh tại trụ sở làm việc, trụ sở các ấp, đường liên xã, liên ấp với tổng trị giá 50,295 tỷ đồng. Một số mô hình bên chỗ hệ thống mặt trận huyện cũng như các xã thị trấn có các mô hình như tiếng cắn an ninh, này là mô hình camera an ninh, mô hình tổ nhà trọ tự quản, khu nhà trọ không có tệ nạn xã hội. Thì trong nổi bật có một số địa phương, ví dụ như ở Quảng Tiến, mô hình camera an ninh. Thì như Giang Điền, cái mô hình nhà trọ không có tệ nạn xã hội. Đến nay, công tác xây dựng mô hình điểm thực hiện chương trình 4 giảm được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp triển khai xây dựng, nhân rộng tại cộng đồng dân cư như các mô hình phòng chống tội phạm, câu lạc bộ Hoàng Lương, mô hình camera an ninh, câu lạc bộ nhà trọ bảo đảm an ninh trật tự, tổ liên gia tự quản, tổ nhân dân tự quản, câu lạc bộ phụ nữ phòng chống tội phạm, mô hình thắp sáng ngõ hẻm. Xã Giang Điền năm 2022 thì các nội dung về tội phạm, nội dung ma túy, mại dâm, an toàn giao thông thì báo cáo thì cũng hiện nay là trong năm thì cái xảy ra thì hầu như là cũng Giang Điền không có cái nội dung nào nó về cái nó nặng. Thì các cái nội dung về an toàn giao thông cũng như là cái tệ nạn ma túy mại dâm thì trong năm 2022 có giảm rất nhiều so với các năm trước. Để tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền triển khai những nội dung cơ bản của chương trình 4 giảm gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó sẽ rút ra những kinh nghiệm hay và tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong thực tiễn trong thời gian tới. Người cán bộ khuyến học ở cơ sở thì gần như là biến động thường xuyên. Do đó là cái việc mà kiện toàn lại tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng công tác là trách nhiệm của huyện và của tỉnh. Cho nên đây cũng là một cái hoạt động mà vừa là mang tính chất là nhắc lại những kỹ năng cơ bản của người làm tác khuyến học mà cũng là cách để tập huấn, giao lưu rồi trao đổi kinh nghiệm giữa các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Các đội cùng trải qua hai nội dung thi, năng khiếu, vấn đáp kiến thức khuyến học, khuyến tài. Đây là cơ hội để đội ngũ cán bộ khuyến học tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các bộ tiêu chí của các mô hình học tập giai đoạn 2021-2025. Từ đó vận dụng để xây dựng thành công các mô hình, công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Các đội về thi rất là sôi động và tìm hiểu nhiều kiến thức, nên bản thân tôi cũng rút ra cho mình được nhiều kiến thức để làm tốt trong công tác khuyến học khuyến tài của địa phương. Cá nhân cũng như là tất cả các thành viên trong đội là học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm để về truyền đạt lại cho các chi hội, các tổ hội để làm tốt công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đây cũng là cái một cái công tác mà tôi thích nữa, tại vì nó giúp hỗ trợ cho các em mà học sinh nghèo vượt khó để các em có thể học hành tốt hơn, có điều kiện học hành tốt hơn. Kết quả hội khuyến học huyện Xuân Lộc xuất sắc giành giải nhất, hội khuyến học huyện Trảng Bom giành giải nhì, các đơn vị Cẩm Mỹ, Tân Phú, Biên Hòa đạt giải ba. Các hội khuyến học còn lại giành giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao một số giải phụ như thí sinh cao tuổi nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất, giải cổ động viên sôi động nhất và một số giải thưởng về thi năng khiếu. Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.